Mến chào cả nhà, đây là đường Vành Đai 3 giao với quốc lộ 13 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hôm nay ta sẽ cập nhật cầu vượt Vành Đai 3 qua quốc lộ 13 và qua đường Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay ta cập nhật luôn tiến độ mở rộng quốc lộ 13 qua chỗ này. Theo quy hoạch thì ở nút giao này ta có 4 nhánh lên xuống đường Vành Đai 3 và quốc lộ 13. Đây là dự án mở rộng quốc lộ 13 thêm 2 làn xe. Đoạn này tôi thấy dải trụ điện mới bên trái màn hình đã được trồng, nhưng dải trụ điện cũ thì vẫn chưa được di dời. Đây là hướng về Sài Gòn. Thank you.
Trước mặt ta đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây ta có cầu vượt. Trong cập nhật trước thì đoạn này chưa thi công cấp phối đá dăm và còn vướng khá nhiều mặt bằng. Đây là tiến độ đường vành đai 3 qua Bình Dương. Ta thấy là họ đang thi công cấp phối đá dăm.